chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời Mà dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hanyu Hàn Quốc mang lại À, thưa bạn khi mà nhắc đến nông trùng hạ thảo thì chúng ta đều biết rằng đây là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm đồng thời là mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe của người dùng đúng không ạ tuy nhiên thì khi mà nhắc đến loại dược liệu này thì mọi người thường cho rằng đây là dược liệu quý hiếm vậy nên nó rất là đắt đỏ cũng như là việc chúng ta rất là khó mua được loại dược liệu này tuy nhiên ngày nay với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì việc chúng ta có thể dùng đông trùng hạ thảo là quá dễ dàng rồi và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo cũng được chế biến thành nhiều dạng chẳng hạn như là dạng cao dạng bông hay thậm chí là dạng nước như bên cạnh kiều anh đây và dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hani như bên cạnh Kiều Anh đang là một trong những dòng sản phẩm chiết xuất từ đông trùng hạ thảo được rất nhiều người sử dụng. Và quan trọng, dòng sản phẩm này thì với thiết kế sáng trọng như này thì chúng ta có thể sử dụng làm quà thân cho người thân và bạn bè. À, mọi người thì thường hỏi Kiều Anh rằng vậy dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc này có những công dụng gì? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Đầu tiên, đông trùng hạ thảo Hani Hàn Quốc có tác dụng làm giãn mạch máu, làm tăng lưu lượng tuần hoàn não và tim, giữ nhịp tim tăng cường, tác dụng lưu thông máu trong cơ thể. Thứ hai đó chính là sản phẩm nước đông trùng hạ thảo thì có khả năng điều chỉnh lipid, giảm cholesterol xấu trong máu, đồng thời là từ đó giảm thiểu tình trạng chúng ta mắc phải các căn bệnh như là sơ vữa động mạch hay là các bệnh liên quan đến tim. Thứ ba, sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hani thì có khả năng là làm giảm huyết áp đối với những người mà thường xuyên tăng huyết áp. Và quan trọng khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc này thì nó còn có khả năng là giúp ngăn ngừa các căn bệnh ung thư hay là các căn bệnh nguy hiểm khác xảy đến với chúng ta. Nước đông trùng hạ thảo Hani thì còn có tác dụng làm tăng trọng lượng tuyến vỏ thượng thận và tăng tổng hợp các hormone tuyến này đồng thời cũng có tác dụng tương tự như hóc môn nam tính và làm tăng trọng lượng của tinh hoàn nước đồng trùng hạ thảo hani còn có khả năng tăng miễn dịch chống lão hóa tăng tuổi thọ và sự minh mẫn ngoài ra nó còn có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày ruột chất độc do ăn uống nhuận tràng tiêu hóa tốt đồng trùng hạ thảo chứa hàm lượng chất có khả năng miễn dịch cao và tố chất đó không những có khả năng chống các loại bệnh tật mà còn có tác dụng làm lành bệnh Bên cạnh đó, sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Hani 60 gói đến từ Hàn Quốc này thì cũng đã được chứng minh là có khả năng là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và đối với những người có hệ miễn dịch yếu kém thường xuyên mắc các căn bệnh, chẳng hạn như là ốm, sốt hay là ho, thì khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo như thế này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, đồng thời ăn ngon ngủ ngon và tăng cường sức đề kháng của chúng ta và với dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc như thế này thì à, mặc dù để trong hộp gỗ như thế này nhưng khi bên trong nó sẽ được đựng ở gói túi dạng nhỏ thế nên là rất tiện lợi cho việc là chúng ta có thể là mang theo bên mình và các bạn hãy nhớ cho kiểu anh rằng bên cạnh việc sử dụng nước uống đông trùng hạ thảo thì chúng ta cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống cũng như là tập luyện thể dục thể thao của mình và với sản phẩm nước đông trùng hạ thảo thì một này à, thời điểm tốt nhất đó chính là chúng ta uống vào buổi sáng và buổi tối một ngày chúng ta uống 2 lần và như kiểu anh có chia sẻ đó chính là chúng ta nên uống vào lúc mà bụng rỗng bởi vì vào thời điểm này thì chúng ta sẽ hấp thu được hết tất cả những dưỡng chất và dòng sản phẩm này mang lại và dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo thì đã được chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và với những công dụng như vậy thì kiểu anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình đúng không ạ và như kiểu anh có chia sẻ rồi bất cứ một sản phẩm nào thì chúng ta cũng nên sử dụng trong một thời gian dài để mang lại được kết quả tốt nhất cho sức khỏe của mình. Và để mua được dòng sản phẩm chất lượng thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc này. Và các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết được rằng tại sao dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo lại có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe của chúng ta rồi đúng không ạ? Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Hani đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.